Nghe quý vị. Cái gì chị? Dạ tiếp sau đây. Tập mấy? Tập 3. Nói lại câu đó coi. Tập 3 quý vị. Tập 3 nghe quý vị. Ừ, trả Rồi, lời. tập gì thì hỏi Dạ. đi. Dạ tiếp sau đây xin mời quý vị xem qua trở lại. Người đẹp Linda có đôi lời nói trong buổi tối hôm nay. Hôm nay tôi quay clip này, trước tiên tôi xin chào các bạn. Và tôi xin có một bất ngờ dành cho các bạn là các bạn nếu mà đã theo dõi Facebook của tôi từ lâu thì các bạn sẽ biết được người đẹp Thủy Tiên, người đẹp Thủy Tiên lậu trong giới BD của chúng tôi. Và một thời đã tôi đã dắt ra ngã ba náo loạn ngã ba, và có những người đã đưa cái clip đó lên. Cái clip đó là cái clip đầu đời của tôi, clip đầu tay của tôi, cũng là single của tôi, phỏng vấn về người đẹp Thủy Tiên lậu. Thì mọi người đã đưa chia sẻ lên YouTube tùm lum tá lả với cái chủ đề là BD náo loạn 2010. Thì hôm nay sau 4 năm gặp lại, chúng tôi xin giới thiệu người đẹp Thủy Tiên lậu. Mọi người và mọi thắc mắc cộng đồng mạng Facebook, cộng đồng YouTube rất là hâm mộ em và muốn hôm nay phỏng vấn em một số câu hỏi. Thì hướng về màn hình, em phải thề với lòng là em nói thật. Em thề mà em không nói thật là con lật đật hãm hiếp em. Rồi thề đi. Em chào mấy chị. Đưa lên rồi má. Chào mấy chị. Nói lớn lên bà nội. Chào mấy chị nha. Nhìn vô đây. Em á, em thề một câu vinh dự, em không đi làm gái nữa. Giờ này liễu lên, liễu lo đi lên. Làm ăn kiếm tiền, không không bao giờ đi làm gái nữa. Em thề một câu vinh dự mấy chị nha. Mày mất dạy, tại sao người ta chưa hỏi gì đến cái vụ làm gái mày khai ra? Mày biết ở đây là cái chương trình vui quăng lên Facebook, lên cộng đồng mạng. Nếu mày nói câu đó mọi người đánh giá bên đây như thế nào? Mày có làm gái không? Có một thời. Làm gái không? Thì không chị. Sao mà cho sao bốn năm về trước em nói em làm gái, giờ em không làm gái nữa chị. Dạ, bây giờ chị nói là 4 năm trước em có làm gái. Dạ, có, giờ em không làm nữa chị. Giờ em bây giờ em cứ nói, giờ em không làm nữa thì em cứ nói vô cộng đồng. Bây giờ cái nghề nghiệp ổn định của em là gì, em nói cho mọi người nghe. Nghề ổn định của em là đi đi phục vụ bán cà phê, không 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 bao giờ làm gái nữa. Ok. Có thề không? Thề. Theo chị biết á là hồi xưa em cũng là đẹp lắm, nhưng mà bây giờ sau cái vụ scandal mà mọi người nói em mà bị đánh ghen ở trong đình á, mà em bóp cu nhỏ nào mà hay. Chị Linda cho em hỏi, đánh ghen tại sao lựa phải vô đình mới đánh lên đánh ghen được? Bữa hát đình em hiểu không? Dạ. Thì em biết hát đình thì nó đông vui nhộn nhịp dữ lắm, trai ra nhậu tùm lum. Thì thay vì chị hỏi em nè, trai mà trai cỡ như là 20, 24, 25, 26, 27, dạ, 30 đổ lại, sao không cua đi cua? Thằng nhóc có mới có 2 tuổi thôi, dạ, những con cua người ta vậy nè, rồi nhà người ta mới kéo ra đánh con Thủy Tiên lậu này. Thì em có cái sự khả năng đó, em trả lời cho mọi người biết đi. Em mấy chị nói nghe. Lớn nói em nói mấy chị nghe, cái câu rất là bậy. Em không bao giờ em cua thằng đó, chính tay mẹ của thằng đó nó rút ra bài trò ra. Ác độc quá, con người ta. Bởi vậy mấy con đĩ ở trong gần nhà chị, giờ chị bây giờ em rồi. Em có cái những cái khúc mắc gì thì em cứ nói đi chị, để cộng đồng mạng chia sẻ với em. Vũ quan con người ta mà thấy không? Thì bữa nay chị Đa cứ mạnh dạn lên tiếng cho người. Thôi em trả lời đi. Nói chung là cái chuyện đó em có làm bậy con nít đúng không? Giờ nói chung là đúng rồi, nó thiệt không bao giờ nào đúng không? Rồi thì bây giờ chị hỏi em thì tạm thời bây giờ em có quen ai không? Có chị. Ai? Chia sẻ một chút xíu đi. Đó là anh Khoa. Anh Khoa nào biết mẹ gì đâu, anh Khoa nào? Anh Khoa là lúc tập trung chị đó. Con thấy gốm mày, con thấy ghê quá rồi nè. Thằng đó ghê lắm, học phá không? Tôi không có quen biết gì hết á. Anh chị hiểu lầm rồi. Chẳng qua thằng đó nó thích tôi thôi chứ tôi có thích lại mập heo gì phải không? À chị giờ cho, bây giờ cho dạ. Thủy Tiên cho chị hỏi một câu là thì giờ bây giờ một ban ngày em mát phòng thuê ban ngày, còn ban đêm em làm gì em kiếm thêm nữa? Nói chung là em ban ngày em đi làm, ban tối là em ở nhà anh chùa một cái nữa. Đi chùa đi tụng kinh đồ. Ồ. Hướng tâm hướng thiện đó chị, kệ bê đê làm vậy cũng cũng đáng đúng không chị? Có đức đó, ăn ở có đức, mặc sức mà bú ô, mặc sức mà ăn. Cho em hỏi là chị với lại ông xã của chị á, là gặp nhau trong cái tình huống nào, lúc mà chị còn làm gái không hay là hết rồi? Nói chung là đi làm trong các công trình á, mấy lên bôi á, mấy gặp lại xe bảy chỗ được. Ôi con này nói chuyện trời thiên bắn súng lục có không? Em không bao giờ dạ, giấu gắn với chị vô. Dạ thưa quý vị, tôi xin phỏng vấn một câu cuối cùng để khép lại chương trình này là nghi án Thủy Tiên lậu của chúng ta cắt mắt.
vượt nông mũi và gọt gọt càm thì không phải Thủy Tiên không gọt càm, nhưng Thủy Tiên đụng đụng càm, có nghĩa là có con đĩ kia ghen bị Thủy Tiên đụng càm và bơm môi một cách quá lố. Các bạn nghĩ sao về nhan sắc của Thủy Tiên như thế này? Không phải là tôi đôi sắc đẹp người ta ra tôi nói, nhưng mà vì nghi án đụng càm bơm môi giống ai, chỉnh mũi giống ai, giống ai, em thần tượng ai mà em làm giống như là cái khuôn mặt lét toan như vậy? Nói chung là nói chung lại giống mà Nguyên á. Ngọc Nguyên hả? Trời đất ơi. Tại sao em tên Thủy Tiên Lậu mà em lại hâm mộ người mẫu Ngọc Nguyên? Nói chung là mấy chị Ngọc Nguyên là thần tượng của em. Thôi thần tượng của người ta mình cũng không nói được. Có điều cái kia là Ngọc Nguyên, còn cái này là ngọc trong đá đó chị. Ngọc trong toilet thôi. Chị cảm ơn em rất nhiều và chúc cho em sẽ kiếm được một con đường hướng thiện và bỏ cái nghề nhơ bẩn đó ngày xưa mà em đã tội lỗi. Bây giờ cho chị cũng bỏ chị rồi. Một lời cuối là bây giờ em có mấy ấm tình thương nào chưa, như là chồng của em gì đó? Nói chung là có mấy anh chị, nói chung là có mấy anh chị em dài quá thề một cô anh dự đã cắt có mấy anh chị nghe vâng. Nha có một thời một cô anh dự em không bao giờ em rời xa anh này. Thôi được rồi, con lại má đừng thiên liên nữa. Cái chương trình chúng em đã kết thúc và cảm ơn quý vị đã ủng hộ Linda trong thời gian qua và ủng hộ Thủy Tiên Lậu. Đó rõ ràng là Thủy Tiên Lậu. Cảm ơn các bạn rất nhiều và đừng quên Facebook của Linda facebook.com/0999. Cảm ơn các bạn rất nhiều.